Ủa hả cô? Không ấy, không ấy luôn hả? Cô không có chồng thiệt hả? Hả? Chắc tụi ở đây tôi bán phụ luôn quá. Ờ em cảm ơn cô nhiều. Ở giá đâu mà mới thôi chồng. Mới chồng. Đó. Cô ấy mới thôi chồng nha các bạn. Cô ấy năm nay mới có 40 tuổi thôi. Bảy ông bà. Nhiều. 48. Mọi người hãy ta kiếm sao nẻ thật quá. À cô ấy 48 tuổi. Đang là đang đây kiếm. À chị tên gì? Chị tên gì? Tên Hạnh, bán cá tép trong chợ Gò Công. Năm ấy, năm nay cô ấy mới 48 tuổi. Đang tìm một nửa yêu thương của mình. Giờ mình bán đắt không cô? Ta hỏi tới ai cũng cười hết chân gì. Thôi không sao, còn sớm mà. Tại chưa có người mua chứ không phải là ế. Các bạn có muốn ăn mặt hàng hải sản thì vào bên trong chợ Gò Công có một cô chủ dễ thương chuyên bán hải sản. Dạ em cầu mong sao cho cô ngày nào cũng mua may bán đắt nha. Dạ. Dạ. Thôi, em cầu mong sao cho mấy cô ở đây ngày nào cũng mua may bán đắt nha. Dạ, em là YouTube Chí Xe TV. Đây là tên của em. Cô ơi, con cá này con cá gì mà dài thòn hả cô? Cái nhái hả? Và giống con cá liềm kìm nước ngọt quá hả con? Dài vậy đó. Cái này bây giờ mình bán nhiều tiền không cô? 30.000 ký hả? Cá này bây giờ mình mua nhiêu ký hả cô? 40. Và cá gần 40.000 ký, quá ghẻ ở nhiều. Tôm bạc. Qua ở đây biển. Ở đây biển còn có tôm càng xong luôn hả cô? Đây tôm càng xong nè các bạn. Tôm này là như là sống nước ngọt lắm. Đây là biển mà cô có bán tôm càng trong luôn các bạn có muốn ăn tôm càng thì vào bên trong khu du lịch chợ Gò Công có một cô chủ chuyên bán tôm càng cá biển. Đây là cá gì không biết, là cá mập má quá. Dạ. Dạ. Sáng giờ yêu hữu qua, bây giờ hiện tại là mình bán bao nhiêu ký rồi cô? 25.000. Còn cà chua cà 10.000. Rồi bí đao cô? 14.000. Bốp 10.000. Bầu 10.000, cải cũng 10.000. Nghĩa là tình hình giá cả thì bây giờ cũng vẫn ổn định như vậy chứ không có mắc. Dạ, cũng ghẻ. Cô bán đồ gãy như thế này hả cô? Hiện tại ở huyện mình đang có vô cái mùa hạn hán, khô thiếu nước. Như vậy thì bà con mình trồng rau củ cũng khó khăn. Nó có ảnh hưởng tới cái giá cả của mình không cô? Cũng còn ghẻ chưa có mắc. Cũng còn ghẻ chưa có mắc. Dạ. Dạ, giá cơ vẫn bình thường. Giá này cũng bình thường không có mắc. Giá thị trường như mà mưa nữa. Dạ. Chào mừng các bạn đến với kênh Chí Xe. Chào các bạn, hiện tại Chí Xe đang có mặt tại chợ Gò Công Đông. Chợ Gò Công Đông thuộc huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, nằm cách trung tâm thành phố Gò Công khoảng 6,5 km. Đây là quang cảnh phía trước của chợ Gò Công Đông. Giờ mời các bạn cùng theo chân Chí Xe cùng nhau tham quan khu vực chợ Gò Công Đông này, xem bà con tiểu thương ở đây mua bán như thế nào nha. Đây đường có một chị bán xôi, chiên bán xôi, xôi đậu đen, bánh khô, bánh cam. Mì các bạn, cô bán bánh mì. Wow. Dưa gan chín sỉ và lẻ. Wow. Dưa hấu,
Sáng giờ bán được không chị? Sáng sớm mà. Dạ. Nói nghe thấy thương vậy cha. Dạ, yeah, coi còn sớm mà, tí xíu nữa có nhiều người tới ủng hộ chị ha. Yeah, em chúc chị mua may bán đắt nha. Đây là đường vào trung tâm chợ các bạn. Chăn ga, quần áo, trái cây. Tự vui sáng chữ con à sáu này sáu đẹp nhất đêm nay sáu đây sáu đẹp nhất đêm nay đó quá nhiều trái cây luôn trái cây quá trời luôn bơm nho nhãn táo đầy đủ hết. Cầu một anh trai đẹp trai bán trái cây trong chợ Gò Công. Cây chợ Gò Công. Dạ, các bạn có muốn ăn trái cây thì vào chợ Gò Công có một anh chủ đẹp trai. Em chúc anh mua may bán đắt nha. Dạ rồi, cảm ơn anh nha. Dạ. Bên này bán xôi các bạn. Xôi giò, bánh tét. Khoai lang. Còn cô bán khoai lang. Dạ. Dạ. Mình được lên trình hình nữa. Dạ. Sáng giờ cô bán đắt không cô? Bán ngay nha, chợ này ế. Dạ. Chợ này ế dữ lắm. Mới ế gần đây hay lâu rồi cô? Cũng gần đây mới hồi chưa tới giờ thôi. Chưa tới tới giờ. Tháng hạn quá. Mấy tháng rồi. Bây giờ bà con mình là tập trung đối phó với cái nước không à? Dạ. Dạ. Chúc cô mua may bán đắt nha. Cảm ơn nhiều. Đó. Dạ. Ủa trong lon này là gì hả cô? Xương sáo. À, xương sáo cô đổ vô lon. Bánh cống luôn. Bánh da hả? Giống giống bánh cống hả? À, bánh cống thì có đậu xanh, còn này là bánh giá là sắn, rồi hành, rồi tôm thôi. Dạ, sắn, hành, tôm thôi. Anh ở đâu mà xuống đây quay YouTube? Dạ, ở Vĩnh Long. Rồi cô ơi, cái clip này sao? Dạ. Bắt sao mà lên bắt sao? Trí hả? Trí xe TV. Trí xe TV. Dạ. Chuyên ghi hình các sự kiện, rùa, chuyện. Dạ, địa điểm du lịch. Các chợ. Đó, có luôn. Đó, má bán khoai mì, má bán khoai lang, má bán đủ thứ hết. Sáng giờ má bán đắt không á? Đắt lắm. Dạ, mình bán đắt là được hả ba? Dạ, thôi em cầu chúc cho mấy cô ở đây luôn mua may bán đắt nha. Năm ngàn một bịch thôi quá rẻ luôn. Chỉ có chợ quê tôi mới rẻ như vậy. Xương xa, xương sáo 5.000 một bịch. Bánh lọt. Chè. Chè cũng 5.000 luôn hả cô? Wow, cái gì cũng 5.000 hết trơn, ai muốn lựa nào lựa. 5.000 luôn. 5.000 luôn. 5.000 không. Dạ. Đây là cô 5.000. Dạ em chúc cô mua may bán đắt nha cô nha. 5.000 một cô. Bánh ít. 5.000 một cái luôn. Không biết phải không đó. Bánh tét không có 5.000 nha. À, bánh tét 60.000, 70.000. Bánh tét nhân mỡ nè các bạn. Vừa nhân mỡ 2-3 màu luôn nha. Bánh da chèn mình có thương hiệu gì không cô? Bánh tét cô 3, cô 7 vậy?
bánh tét bà hai. Các bạn có muốn ăn bánh tét hay đặt bánh làm đám tiệc thì vào trong chợ Gò Công có bánh tét bà hai, gặp cô chủ xinh đẹp chuyên bán bánh tét bánh ít có thể liên hệ với cô. Dạ em chúc cô muốn, em chúc cô luôn mua may bán đắt nha. Dạ. Kế bên bánh tét bà hai thì có cô ba bán cái xôi. Và cái này là bánh bánh phồng nếp hay gì nè cô? Bánh phồng nếp, bánh phồng mì. Và cô bán xôi. Kèm theo mấy nải chuối nữa. Anh bán bơ. Mận ăn phước. Sáng giờ bán đắt không anh? Cũng lây gai. Chợ mình lúc này so với lúc trước chậm hơn hả anh? Dạ. Hạn hán quá bà con đi lo đi đóng gói với nước không à. Rồi, em cầu mong cho anh ngày nào cũng bán đắt nha. Bên đây thì có cô bán trứng các bạn. Mỗi loại trứng là cô để giá sẵn nha các bạn. Mình đơn loại nào thì mình mua loại đó. Đồng giá 20k. Ai muốn lựa nào lựa. Mày vô, mày vô. Đang trốn đã. Bể nợ luôn ha. Bún riêu. Wow, bánh này đẹp quá các bạn. Bánh chuối, bánh lá vậy nè. Này với nó xăm quá. Giống như dòng kim cô của Tài Thiên Tài Thánh vậy, đội lên là dính luôn. Dạ. Cô bán trái cây, bán bông, hoa rất là nhiều. Dạ. Má bán cái gì không biết nè. Chè. Chè, sâm. Bổ lượng. Bổ lượng. Hồng é. Nước nước gì? Nước cơm, sữa đậu nành. À, nước sữa đậu nành. Sáng giờ mình bán được không cô? Được. Dạ. Nắng mình bán đậu nước được. À, nắng mình bán nước mát được cô? Dạ, thôi em chúc cô ngày nào cũng mua may bán đắt nha. Cảm ơn nha. Dạ, quá trời nhiều măng luôn. Cái trung tâm bán rau củ quả các bạn. Hai ký 15.000 quá rẻ luôn. Bao luôn. Wow, bánh bò, một bà cô chìm bánh bò. Sáng giờ bán đắt không cô? Dạ, cô bán bánh bò. Wow, mấy chục năm luôn. Bánh bò, hai thứ bánh bò tròn, bánh bò nhỏ nhỏ nha các bạn. Còn bánh bò đổ khuôn nữa. Bên cạnh đó thì còn có bánh đúc. Bánh đúc không cô? Bánh đúc quá nhiều luôn. Rồi, em cầu mong cho cô ngày nào cũng mua may bán đắt nha.
Dạ. Một ông chú bán gì đây không biết nữa. Gói. Rất là nhiều gói, các bạn có uống trà gói. Dạ. Cảm ơn chú. Má ơi, sáng giờ má bán được chưa mà má buồn vậy má. Ngủ được buồn hả? Tưởng đâu má không được buồn. Thì là sáng giờ má bán đắt nè. Đang lên phòng bánh tráng. Ủa nước trắng trắng là nước gì á? Bủ chôm hả? Và nước bủ chôm. Còn có rau câu, bánh chuối, bánh bánh da lợn và bánh nếp nữa, bánh phồng nếp hả ba. Nhiều quá mấy các bạn, các bạn có muốn ăn mấy cái mặt hàng trên hay là uống nước bủ chôm trong cái mùa nắng hạn này thì vào trong chợ có bà má dễ thương chuyên bán nước mát. Còn chúng ta mua ngoài bán đắt nha. Quá nhiều trái cây nè các bạn, măng xoài, có bán măng, bán xoài, bán nho. À, cái này giống như xoài cốc quá hả con. Qua wow, xoài cốc này là xoài này truyền thống xưa giờ của mình nè. À. Bây giờ cũng ít có gặp lắm, đa số bây giờ bán cái mặt hàng khác không à. Bây giờ ta bán xoài keo, xoài này xoài kia không mà chứ ít ai bán xoài cốc lắm. Bán bơm, bán lê. Dạ. Dạ, thôi con chúc cô mua mai bán đắt nha. Dạ, đây là kênh YouTube của con nè. Dạ. Dạ. Đó cô chuyên bán mực, bán khô, có hố, khô có lạc. Khô cá dài thòn là cái gì hả con? Trình cây hả? À, trình cây, trình lãi xẻ. Nhiều các mặt hàng khô các bạn. Các bạn có muốn ăn khô thì vào bên trong chợ Gò Công có một bà cô chuyên bán khô. Đó. Cô Chính bán khô. Cô Chính bán khô. Tới đây để ủng hộ cô. Dạ, con chúc cô mua bay bán đắt. Dạ. Dạ, chúc con đi vô trong mấy trong quay chợ cá. À, bán rau củ. Quà wow, bên đây mực. Đây, thiên đường hải sản luôn. Quá nhiều mực. Nang, mực cua. Tôm bạc hay gì, tôm thẻ gì không biết. Quà wow. Con này là con mực hơn bạch tuộc cô. Con mực quá nhiều. À, em à, chúc cô mua mai bán đắt nha cô. Quà wow, cái gì bự quá khổng lồ luôn. 23.000 chục. Bên đây bán thịt heo bán đắt quá. Bên đây một cửa hàng tạp quá. Ai muốn lựa gì lựa. Dạ, ai muốn lựa gì lựa 10.000. Dạ. Cái nhiều nhiều quá. Dạ. Cô bán thịt heo. Sáng giờ cô bán đắt không cô? Đó, cô bán đắt. Đây thì bán rau củ các bạn. Quá nhiều khô luôn.
Tự nhiên mình khẩu trang này. Bịch lại. Để là để cái này sao? Ta thấy là mình bán ở đây mốt người vô tụi ủng hộ mình. Bịch lại không biết ai biết mốt là ủng hộ lộn người khác sao. Quay lại lên mạng à, lên cái đó lên mạng hả? Dạ, em làm YouTube. Đây là kênh YouTube của em nè. Chí Xe TV. Nè em gửi cô trưa chiều gì rảnh là vào đây xem. Thấy cô ở đây khi bán khô mực các bạn. Quá nhiều mực. Mình tắm mình vô coi. Dạ vô YouTube, mở YouTube ra cô. Dạ, sáng giờ cô bán đắt không? Dạ, miễn ngày nào bán đắt là được hả cô? Mà cái chợ này ế dữ lắm á. Ế lâu chưa? Lâu rồi. Chợ này bán ăn gì chứ bán không được. Ế lâu rồi hả? Ế bệnh vững luôn rồi. Bệnh mang luôn. Bệnh bàn luôn, ế mà ế tôi bệnh bàn luôn. Ghê thật chứ bộ. Dạ. Mà nhiều khi không có khách, không có đi vậy đó. Dạ, ít người đi chợ hả cô? Với hơn nữa bây giờ hạn hán quá. Giờ nước khô, ta đối phó với cái nước. Bây giờ họ khổ quá, khổ rồi thôi kệ chứ. Dạ. Nhiều, bán nhiều. Dạ thôi em cầu mong cho hai cô ngày nào cũng mua mai bán đắt nha. Dạ. Có thay mặt chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Mình khẩu trang thì sao mà thấy mặt được. Để mà biết đó, nếu mà ai quen là tôi biết đó. Dạ. Wow, ở đây cô có bán trái bồ môi nữa. Trái bồ môi này giờ ít có ai bán lắm nha các bạn. Bên đây bán mắm các bạn, rất là nhiều mắm luôn, mắm cá cơm, mắm tép. Cam sành. Đây là phải gửi xe các bạn mình, trước khi mình vô chợ tốt nhất là mình nên gửi xe vào bãi nha các bạn, tránh trường hợp mình chạy xe vào trong chợ làm kẹt đường ảnh hưởng đến việc mua bán của bà con. Đây là anh chủ bãi gửi xe, các bạn có tới chợ thì gặp anh chủ này gửi xe. Anh là đây bên kênh nào? Dạ em là YouTube Chí Xe TV. Dạ. Chợ mình là cỡ mấy giờ đông 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 người nhất ha? Bây giờ đang sàn đông nè. Dạ sàn đông hả? Ừ. Dạ. Thôi em à. Này có gì có ấy đâu. Dạ, em à chúc anh nhiều sức khỏe nha. Rồi rồi, cảm ơn nhiều. Đây là phía sau khu vực chợ các bạn. Phía sau khu vực chợ này với bà con mình mua bán quần áo rất là nhiều các bạn. Rồi, hết luôn rồi. Đây bên nè. Và bên trong khu vực chợ cá cho các bạn cùng xem ha. Đây là bên trong khu vực chợ cá các bạn. Hay là còn gọi là nhà lồng, khu vực chợ cá hay khu vực bán cá gì các bạn. Dạ em ở Vĩnh Long. Hả? Vĩnh Long. Dạ. Wow. Dạ 35.000 ký, quá rẻ luôn, cô làm sẵn luôn. Cô bán mực. Mực ống 120 một ký. Cá đuối thì cô bán 70.
cá lạc là cá dài hả cô? Dạ. 70.000 ký. Cá bẹ trang 70. Cái này cái gì cô? Cá bẹ trang. Cá bẹ trang. Cá bẹ trang 70 ký xanh luôn. 70. Còn cái này cô? Cái đó cá măng. Cá măng 50.000 ký. 50 quá rẻ luôn. Rẻ lắm. Dạ, cô chuyên bán hải sản ở trong chợ Gò Công các bạn. Chợ Gò Công này trước kia là chợ Tân Hòa nha các bạn. Các bạn có muốn ăn mặt hàng hải sản thì vào bên trong chợ Gò Công có một cô chủ dễ thương chuyên bán hải sản. Dạ em cùng ông sao cho cô ngày nào cũng mua may bán đắt nha. Cảm ơn nhiều nha. Dạ. Em là YouTube Chí Xe TV. Đây là tên của em. Dạ. Vô cái kênh đó là thấy. Dạ. Dạ em cảm ơn cô. Em đi làm YouTube cho mọi người xem cái chợ quê mình ra làm sao. Ấy thấy mẹ luôn ha. Này là tên của em nè, em là YouTube Chí Xe TV chị. Nè cái kênh YouTube này nè chị. Ha. Nè. Dạ, Chí Xe TV. Dạ. Kìa cân kìa, cân cá cho người ta kìa. Con cá đó gọi là cá gì hả chị? Cá phèn. À tôm sắt. Nó có màu đỏ đỏ các bạn. Tôm sắt bây giờ mình bán cho khách nhiêu ký hả chị? 80.000 ký. À tôm bạc bên đây cô có bán 80 luôn các bạn. Quá rẻ luôn nha. Rồi mần dùm luôn. Ở đây gần biển không? Em thấy sao mặt hàng cá biển nhiều vậy? Dạ. Đây xuống biển 2 cây số. Là biển gì hả chị? Biển Đèn Đỏ. Wow. Cá phèn hiện tại mình bán cá phèn này là nhiêu ký hả chị? 80.000 ký. Thôi, em cầu mong cho chị ngày nào cũng mua may bán đắt nha. Cảm ơn anh nha. Dạ. Cách biển Đèn Đỏ 2 cây số nha các bạn. Bảy mươi lăm ngàn ký tôm. 75.000 thôi. Thiệt không nha. Quá rẻ luôn. Cá phèn á. Bảy mươi lăm ngàn mọi người ơi, vào đây ủng hộ đi. Còn cá đó là cá gì hả chị? Cá đù ngao. Cá đù ngao hả? Cá đù ngao, cá phèn, cá lăn câu, cá ốm, cá chép. Tùm lum cá chừng. 75 ngàn ký tôm luôn chị. Này đổ lại 75 ngàn, 700 ngàn. Thôi em à, chúc chị mua may bán đắt nha. Cá đù ngao à các bạn. Tên nghe lạ quá ha. Đây là con cá đù ngao. Cái này là cá biển nha các bạn. Chợ mình bây giờ nổi tiếng quá rồi mà. Cá mặt má, cá đù. Cá độc quá. Cái này cái này chắc cá độc à các bạn. Thấy không nè. Rồi tới khu vực bán mắm luôn. Quá nhiều mắm. Mắm guốc.
mắm sặc, mắm linh, mắm lóc, mắm gì cũng có hết. Một bà cô quán mắm. Trái phim luôn hả cô? Này này mang mang chua hả cô? Dạ mang chua. Mặc áo khoác bún rồi nè. Dạ. Wow. Này cho các bạn xem. À đi. Cô bán cái gì này các bạn? Cái này là gì không biết ra. Cái này là gì hả ông chú? Môn làm môn ngâm chua hả? Dưa môn. Bên đây là dưa cải. Còn bên đây là cái này là dưa gì hả chú? Dưa chua mà mình làm bằng gì á? À làm dưa gan, có dưa mắm, có măng chua, qua các loại mắm luôn, mắm lóc. Các bạn có muốn sử dụng mắm, nói chung là tùm lum mắm nha, giới thiệu lâu lắm. Thì vào bên trong chợ Gò Công có một ông chú dễ thương chuyên bán các loại mắm. À, con chúc chú ngày nào cũng mua may bán đắt nha. Yeah. Quá nhiều cá biển luôn, cá màu hồng hồng, cá hồng hồng, cá gì biết, cá đuối nè các bạn. Wow, này mới bắt lên còn cái đuôi luôn nha các bạn. Con bự, con bự chảng này là con gì hả con? Cá ngừ. Cá ngừ hả? Wow, các bạn nhìn nè, con bự chà bả luôn nha. Ăn đi cô ơi, ủng hộ đi. Mực quá nhiều luôn, sáng giờ mình bán đắt không cô? Bình thường thôi. Bình thường. Dạ. Còn sớm mà em cầu mong cho cô ngày nào cũng quay bán đắt nha. Dạ, em là YouTube Chí Xe TV. Dạ. Dạ, em cảm ơn cô. Con cá đuối như thế này mình bán nhiêu tiền rặng cô? 65.000 ký. Để nguyên con luôn, mình không có bằng ha. Dạ. Cá chài. Tôm bạc. Wow, một đống cá luôn. Đổ nguyên đống luôn. Cái này cái gì không biết nữa. Cái này mình gọi là cái gì? Cá mè hả? Hả? Chí Xe TV. Không các bạn. Cá giò bự bự không? Cá phi. Tôm bạc. Đây là khu kinh doanh hải sản các bạn. Dạ. Tựa gì hả? Nè. Này nè. Chí Xe TV. Nè thôi em đưa cô luôn đi. Nói khán giả nghe, sáng giờ mình bán đắt không cô? Kệ, miễn sao ngày nào cũng bán đắt. Cô bán tôm bạc nè. Dạ, đó. Tôm bạc như thế này mình bán cho khách là bao nhiêu ký hả cô? Chưa trồng hả? Mới thôi chồng. Đó, cô ấy mới thôi chồng nha các bạn. Cô ấy năm nay mới có 40 tuổi thôi. Bảy ông bà. Nhiều. 48. Mấy người ăn ta kiếm sao nẻ thật quá. À, cô ấy 48 tuổi. À, vậy chị tên gì? Hả? Chị tên gì? Tên Hạnh. Bán cá tép trong chợ Gò Công. Năm nay cô ấy mới 48 tuổi. Đang tìm một nửa yêu thương của mình. Cho ăn tép
tép đồng không đó. Mấy anh mấy chú nào mà thấy cô vừa ý thì vào trong đây mua cá mua tép để làm quen. Thôi em mà cầu mong chị ngày nào cũng mua mai bán đắt nha. Rồi, cảm ơn. Dạ. Thiệt không? Không. Còn bây giờ bà mà bà quýnh tôi luôn. Bằng bà này giá cá sòng quá. Dạ em ở Vinh Long đi làm YouTube cho mọi người xem. Cá đồ cá chim còn sắc đổ đống cá rồi, cá đổ đống đống cũng gì các bạn. Cái cá bọc má quá. Cái cá bọc má hả cô? Cái này cái gì rồi? Cá mắc bự hả? Cái này bây giờ mình bán nhiêu ký cô? Cái này mình bán 35 ngàn ký. 35 ngàn, rồi mình bằng sẵn luôn ha. Dạ. Wow. Ủa, dạ. Chợ này nổi tiếng quá mà. Mấy tiểu thương ở đây ai cũng dễ thương hết trơn á. Vậy hả? Em lần đầu tiên đến chợ này, em ở Vinh Long. Dạ. Dạ, đây đi. Dạ đây đó An Giang. Dạ. Thôi, em cầu mong sao cho mấy cô ở đây ngày nào cũng mua may bán đắt nha. Dạ, em là YouTube Chí Xe TV. Đây là tên của em. Dạ. Nè, nè, em gửi cô vào cái kênh này, tên cái tên này là sẽ nhìn thấy. Dạ. Cô ơi, con cá này con cá gì mà dài thòn hả cô? Cá nhái hả? Và giống con cá liềm kìm nước ngọt quá hả cô? Cái dài vậy đó. Cái này bây giờ mình bán nhiều tiền không cô? 30.000 ký hả? Quá rẻ luôn. Thì nó bắt chắc cá biển hả cô? Dạ. Sáng giờ cô bán được không cô? Sáng giờ cô bán đắt không? Cũng lây gai ha. Dạ miễn sao. Dạ thôi em mong cô ngày nào cũng bán đắt nha cô. Wow. Còn cá ngừ. Cá này bây giờ mình mua nhiêu ký hả cô? 40. Wow, cá ngừ 40.000 ký. Quá rẻ luôn. Chỉ có ở đây khu vực gần biển nên mới rẻ giống vậy nha các bạn. Quá nhiều. Tôm bạc. Wow, ở đây biển. Ở đây biển mà có tôm càng xong luôn hả cô? Đây tôm càng xong nè các bạn. Tôm này hình như là sống nước ngọt á. À, đây là biển mà cô có bán tôm càng trong luôn các bạn. Các bạn có muốn ăn tôm càng thì vào bên trong khu vực chợ Gò Công có một cô chủ chuyên bán tôm càng cá biển. Hay là cá gì không biết, là cá mọc má quá. Dạ. Dạ, sáng giờ mình bán đắt không cô? Sao hỏi tới ai cũng cười hết chứ gì? Thôi không sao còn sớm mà. Tại chưa có người mua chứ không phải là ế. Dạ. Thôi em mong sao cô ngày nào ra đây cũng mua bán đắt nha. Dạ. Đó. Cô này cũng cười dễ thương nè các bạn. Mày bán cái chỗ nước cỡ rồi. Dạ. Ở đâu cô? Ở trong trận ở trí ra tổng hôm qua tôi dành dịch cái tổng quát rồi. Dựng nước uống đâu tổng tự đơn bài với ắt cho mà. Cà phê, cà phê. Cái, cái này gọi là cái gì hả cô? Cá cháo hả? Cá ngân. Cá biển. Cái này mình bán nhiều tiền không cô? 30.000. Còn cá phi. Cá phi thì dễ biết rồi hát các bạn. Dạ. Ở đây mình gần biển gì hả cô? Biển Mỹ Tho. Dạ.
Thôi em chúc cô nhiều sức khỏe nha cô. Cảm ơn cô. Cô bán khô, khô cá sặc gần, khô đồ đồ, khô cá lưỡi trâu, khô cá hố, đủ các loại khô, khô gì cũng có. Bên cạnh đó bán khóm đó các bạn. Và các bạn có muốn ăn khô, vào bên trong đây có một cô chủ dễ thương. Người ta nói làm cái gì ăn cái đó. Sao mình bán khô tự nhiên mình đi ăn pha lan à? Này là khoái ăn sang nè. Mình bật mí cho khán giả nghe, sáng giờ mình bán đắt không cô? Ê lắm chú ơi. Cô bán đồ gãy chứ bán được, cô cười sảng khoái quá. Ê lắm sao cười tươi vậy? Cười là cười. Nhìn tươi vô cũng giống như hoa luôn, khỏi cần tưới mà. Bây giờ ế mình cũng cười mà, bây giờ đắt cũng cười mà. Dạ, nụ cười là 10 thang thuốc bổ ha. Dạ thôi cầu mong sao cho mấy cô không biết đắc ế ra sao chứ ngày nào cũng luôn vui vẻ hay là nhiều sức khỏe. Dạ ngày nào mấy cô ra đây thì luôn mua quay bán đắc nghe mấy cô. Dạ cảm ơn mấy cô nhiều. Ai thiệt không nói từ quay bà chồng bà đứng, chồng bà đứng trên lưng tôi chết luôn. Bộ không có, bộ không có chồng thiệt hả? Chắc tụi ở đây tôi bán phụ luôn quá. Rồi em cảm ơn cô nhiều. Quá nhiều đồ gãy. Rau củ ở đây chắc có lẽ là mắc các bạn. Thì hiện tại ở đây đang thiếu nước nha các bạn. Đất thì khô, đất thì khô hạn, bà con không có nước. Mà việc trồng rau củ để tưới tiêu thì rất là khó khăn do vấn đề thiếu nước. Để mình hỏi thử rau củ ở đây thử cái giá cả như thế nào nha các bạn. Wow. Cô ơi cho em hỏi vài câu đi cô. Mình ở đây tình hình bà con mình thiếu nước hạn hán lắm đúng không cô? Ủa vậy rồi giá rau củ trồng trọt ở đây cũng khó khăn, nó có mắc không cô? Rẻ anh ơi. Ủa sao kỳ vậy? Nếu trồng không được rồi giá mắc nó phải chứ? Tại vì họ cũng có bơm nước kinh vô mà để dành. Vẫn còn bơm nước kinh, nước kinh mặn hay nước kinh ngọt? Bơm vô xong rồi cạn rồi cái họ mới cho nước mặn xuống. Dạ. Ra hơn bơm vô xong rồi họ mới cho. Dạ. Nếu tình hình kéo dài. Không có trồng nữa được. Dạ. Như hôm qua bây giờ hiện tại là mình bán bao nhiêu ký rồi cô? 25 ngàn. Còn cà chua? Cà 10 ngàn. Rồi bí đao cô? Bí đao thì 14 ngàn. 14 ngàn. Mướp 10 ngàn. Bầu 10 ngàn. Cải cũng 10 ngàn. Nghĩa là tình hình giá cả thì bây giờ cũng vẫn ổn định như vậy chứ không có mắc. Dạ cũng rẻ. Em tưởng đâu là không có nước trồng rồi bà con mình không có trồng nó sẽ giá nó sẽ tăng lên cao á. Nước thì xài hàng ngày thì ít. À nghĩa là nhờ mạnh thường quân ở các tỉnh khác. Dạ đem tới đây ủng hộ nước cho bà con mình. Dạ thôi em cầu mong sao cho cô luôn nhiều sức khỏe. Ngày nào cô ở đây thì có nhiều người mua ủng hộ cô nha. Dạ em là YouTube Chí Khe TV. Dạ đây là tên của em. Dạ em gọi cô. Rau củ quả. Cô mới vừa chia sẻ giá cả rau củ ở đây cũng ổn định nha các bạn, chứ không có mắc nha. Cô chuyên bán đồ chay các bạn.
hũ chai, ớt, bầm, tỏi, băm, tiêu, gia vị, xả bào. Đó, cô bà xã. Sáng giờ mình bán được không cô? Dạ, mặt hàng này thì bán nó cũng không có ồn ào, nhưng mà cũng bán lại gai từ từ. Dạ, ăn chay cũng sử dụng được, ăn mặn cũng sử dụng được. Dạ, thôi em chúc cô ngày nào cũng mua may bán đắt nha cô. Sáng giờ cô bán đắt không? Dạ, nói chị ế, đừng nói đắt. Ngày nào như ngày nãy vậy đó. Lâu chưa? Hồi chưa Tết đến giờ lận, tao thấy ngày nào cũng ế đó. Ế chiều miên khói lửa luôn. Bán vậy rồi cái chưa dọn luôn về và không bao giờ hết đồ á. Vậy là ế bền vững luôn rồi. Gì? Ế bền vững luôn rồi. Bền vững. Bền vững. Không có cách nào mình chưa được, nó ế dữ lắm. Dạ. Quay lâu vậy? Dạ, đi làm YouTube cho bà con xem ở chợ quê mình đi ra làm sao. Cho người ta thấy mình trong đó, người ta vô đây ta ủng hộ cô. Cô bán đồ gãy như thế này hả cô? Hiện tại ở huyện mình đang có vô cái mùa hạn hán, khô thiếu nước. Như vậy thì bà con mình trồng rau củ cũng khó khăn. Nó có ảnh hưởng tới cái giá cả của mình không cô? Cũng còn rẻ chưa có mắc. Cũng còn rẻ chưa mắc. Dạ. Dạ. Giá cơ vẫn bình thường. Giá này cũng bình thường, mắc như mấy giá thị trường như mà mùa mưa nữa. Dạ. Cũng vậy đó chứ không có mắc luôn. Dạ, em cứ nghĩ là sẽ giá cả mình bán sẽ mắc chứ ai nhà cũng bình thường. Đồ ăn cũng thấy cũng thường thôi chứ không mắc. Dạ. Có đó. Từ 20 trở lại thôi, 25 trở lại thôi chứ đâu có 30-40 bắt đầu mắc. Dạ. Ăn cũng vừa mình vừa dân nữa chứ không phải dạ. Là vừa nhà vừa dân hết. Dạ. Chứ không phải là dẹp cho ai hết ráo luôn. Dạ. Thôi, em cầu mong cho cô ngày nào ra đây cũng mua ai bán đắt nha cô. Cảm ơn. Người cũng chúc chú mạnh khỏe đồ đi tới nuôi cho giờ cô bác đồ. Dạ, cảm ơn cô. Ở đây thì bán đường cao. Này cô nào dừa luôn. Nè, dừa nào 35k ép miễn phí. Đây là quần áo. Bên đây là đó, thấy không cô? Đang đi còn vậy đó. Mà chưa chút rồi dọn đi về và chứ đâu có ai mà mua đâu. Dạ. Đi vòng vòng hết, ai chưa có hai người đi mua nó toàn là đi vòng vòng không có. Người ta đi tham quan không hả? Quay YouTube có đắt không? Là mình có phim ở trên TV mình để mình coi đó. À, chí xe TV để đây đi để mấy cô quên. Dạ. 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 Khi gửi mục tiêu rồi, em chúc mấy cô ngày nào cũng mua ai bán đắt nha. Đó, bên này cô bán mắm, bán cái gì giấu được chứ bán mắm không có giấu được, đứng kế bên là nghe cái mùi thơm mà. Cô bán xả ớt với tỏi băm các bạn. Cô có nào dừa, cô bán dừa mắm, bán các loại mắm luôn. Qua wow, nhiều quá. Mấy cái này đặc sản Gò Công luôn hả cô? Đây là mắm tép. Mắm tép lớn hiện tại mình bán nhiêu ký hả cô? 120. Ờ rẻ ha, còn mắm tép nhỏ. À, đủ loại hết. Sáng giờ cô bán được không? Dạ. Thôi em mà cầu mong cho cô luôn mua bay bán đắt nha cô. Dạ. Rồi mình đi dài dài ra bên ngoài các bạn. Tôi qua, tôi đang ế hả? Nước tương, nước ấm gia vị, đậu xanh các loại đậu, mè nữa. Có hai cô xinh đẹp đang ngồi kế bên. Dạ đẹp. Một cái chỗ cô đang nạo dừa, các bạn có muốn nạo dừa ở gần đây thì vào bên trong đây để nạo. Dạ. Thôi em cầu mong cho cô ngày nào cũng mua mai bán đắt nghe cô. Dạ. Em là YouTube chí xe TV nha.
Dạ. Bán mà lo cầm điện thoại không biết bán đắt lắm mày. Sáng giờ cô bán được không? Lai gai, điểm sao cô bán lai gai là được hả cô? Dạ. Nhãn như thế này mình bán bao nhiêu ký hả cô? 40.000 ký. Nhãn có tên gọi không cô? Nhãn Thái 40k. Và thanh long, táo, sồi. Ủa sồi này là sồi gì hả cô? Sồi keo. Sồi keo bây giờ mấy ngàn ký? 25.000. Cũng rẻ ha. Dạ thôi em chúc cô luôn mua may bán đắt nha cô. Wow, ở đây đẹp quá các bạn nhìn nè. Bưởi da, bưởi da xanh nè các bạn. Bưởi da xanh, cam xanh. Ở đây thì khu bên đây bán quần áo. Cô bán trái cây nhiều quá. Dạ. Má bán trái cây mà bán đắt quá. Đó là bưởi da xanh ha má. À. Bán ế lắm hả? Hiện tại bưởi da xanh về mình bán nhiêu ký ha? 35.000. Ồ quá rẻ luôn, 35.000 ký thôi. Dạ. Cũng mà các bạn chơi mắt. Sao vậy mấy? Bao luôn mà còn chơi mắt á. Bao ăn luôn, ăn thử luôn. Ngọt, bữa này ngọt không à, bữa bao bữa mà còn chơi mắt á. Trái này ngon nè, trái nào cũng ngon hết trơn. Thôi con chúc ba mua mai bán đắt nha. Đây á, bên đây thì bán ế không bên bên á nằm mấy bản. Dạ mấy bên kia ha. À bên kia bán đắt hơn bên đây. Dạ. Ế lắm. Bên kia thận đường người ta đi vô. 75.000. Bên đây thì bán bà. Đây là bán đồ gia dụng các bạn. Mấy cái thau, mấy cái nồi niêu xoong chảo gì nè. Mấy cái xô đồ. Con nói 85 nha. Dò. Tại xe đạp mà dò. Này khu vực bên trong trung tâm nhà làm chợ các bạn. Đó là cái khu kinh doanh ăn uống nước giải khát. Bên đây thì cái khu vực bán quần áo tạp hóa. Dạ đi làm YouTube cho mọi người xem. Thì mới có phim ở trên TV để mình coi đó. Tha chú rồi mà cái đó là mình quay hả? Bắt dạ. Chụp hình hả? Như vậy là mình cũng đi giáp khu vực chợ này rồi các bạn. Ở đây còn một khu mấy chị bán kinh doanh trái cây rất là nhiều. Chào chị bán trái cây, sáng giờ chị bán đắt không? Ngủ không ạ? À? Kỳ kỳ cái cục chị. Giờ có
Dạ. Cô bán trái cây mà cô nói ngủ không? Cô chia sẻ một cách chân thành, rất là dễ thương các bạn. Ngủ không? Bán rất là nhiều trái cây nè. Tình hình ế này lâu chưa hay mới đây hả cô? Cả năm nay rồi. Ế chìm nguyên khối lửa luôn. Dạ, thôi không sao đâu. Em ơi, chúc cô ngày nào cũng mua mai bán đắt. Hy vọng là chúc của em đã thành sự thật cô nha. Dạ, cảm ơn cô. Cô bên kia cũng buồn hiu luôn kìa. Dù đắt hay ế gì miễn sao ngày nào mấy cô luôn nhiều sức khỏe, luôn tươi cười nha mấy cô nha. Dạ, em cảm ơn mấy cô. Mình đi qua mấy bên đây đó, trước đó là cái cầu Tân Hòa các bạn. À. Đó. Cô bán điện thoại, chuyên kinh doanh điện thoại nón bảo hiểm. Sáng giờ mình bán đắt không cô? Bán cũng bình thường ơi, chợ tháng này bán tạm tạm. Chợ tháng này tạm tạm, chợ tháng nào mới bán đắt? Chợ có Tết mới bán được, chứ tháng này bình thường, bán bình thường. Dạ, tháng này bình thường thôi. Dạ, em cầu mong sao cho cô luôn mua mai bán đắt nha cô. Rồi, cảm ơn. Dạ, em là YouTube Chí Xe TV. Dạ, dạ cảm ơn cô. Ở đâu? Dạ, em ở Vĩnh Long. Dạ. Không có tặng ở An Giang. Dạ. Ở đó, đây đó, An Giang, nó có xuống bán thường lắm. Dạ. Và wow, đây là cầu Tân Hòa nè các bạn. Mình lại cho các bạn xem cái bên sông, sông Tân Hòa như thế nào nha. Wow, cầu Tân Hòa. Sông ở đây chắc nước đen ồm luôn các bạn. Nhưng mà bởi vì giáp với biển đèn đỏ các bạn. Dạ, chiếc xe cũng đã đi giáp khu vực chợ này rồi các bạn. Dạ, chiếc xe xin kết thúc video tại đây nha. Nếu các bạn có thấy thích video này thì cho chiếc xe xin một lượt đăng ký, bấm vào nút đăng ký kênh, bấm like. Giờ thì tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở một video tiếp theo nhé các bạn.